Cô Bơ là một trong những vị thánh cô linh thiêng bậc nhất trong hệ thống tứ phủ thánh cô Việt Nam. Cô được nhân dân yêu mến, kính trọng và lập đền thờ tại Ba Bông thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Khi cô Bơ về Ngự Đồng, cô thường diện áo trắng, đầu đội khăn đóng có thắt biết màu trắng, rồi dạo trên sông hồ bằng đôi mái chèo. Và chúng ta cùng cảm nhận sự anh linh và vẻ đẹp của cô qua bài múa Cô Bơ Thoải Cung do đội múa thôn Hòa Trung thể hiện. Sự tình cô bơ.
Lên tàu xuống dọc một đi mình.